Thưa quý vị và các bạn, xiếc là một bộ môn nghệ thuật có sức lôi cuốn hấp dẫn mạnh mẽ, đem lại tiếng cười sảng khoái và sự thán phục đối với khán giả, nhất là đối với khán giả thiếu nhi. Đặc biệt, xiếc thú thường là tiết mục được ưa thích nhất. Nhân ngày quốc tế mùng 1 tháng 6, chúng tôi mời quý vị và các em đến thăm đoàn xiếc thú thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam.